Ok, hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với Đinh Tinh Đừng Có Mơ. Và hôm nay mình sẽ làm một video để giới thiệu anh em một tựa game sắp ra mắt của Riot Game. Thì Riot Game là một nhà phát hành game nhưng mà làm phim hay hơn game anh em nhé. Và hiện tại đang ra mắt bộ phim Arcane và đang được chiếu ở trên Netflix á. Nếu anh em thích thì anh em có thể lên theo dõi bộ phim này. Thì đây là một bộ phim rất hay và hay kinh khủng luôn. Đặc biệt rất thích hợp với những anh em là thích liên minh hoặc là những anh em mà thích những bộ phim chuyển thể từ game hay là đại loại là như thế. Hoặc là anh em chưa biết về game này anh em vẫn có thể coi được. Rất là hay anh em. Rồi, thì tựa game kế tiếp được giới thiệu đó tên là Project L ha anh em ha. Và có tên khác là Arcane đó. Thì tựa game này là một tựa game hành động và online anh em nhé. Game thể loại đối kháng online và có thể chơi trực tiếp với nhau. Và game này hiện tại đang trong quá trình sản xuất và hình ảnh rất là đẹp. Và lối chơi nó là đối kháng và mình thấy một số hình ảnh, một số phong cách đánh thì nó khá giống với lại cái thể loại game mà Street Fighter đã rất là nổi tiếng trong thời gian ngày xưa á anh em. Thì mình thấy thỉnh thoảng là hai người đối kháng với nhau nhưng mà nó lại có thêm một hai nhân vật khác cùng vô và nó có những kỹ năng mà thuộc dạng như kết thúc giống như là Mortal Kombat ha anh em ha, một tựa game rất là nổi tiếng trong thể loại combat cũng như là đối kháng đó. Thì tựa game này không biết sẽ ra mắt lúc nào nhưng hiện tại được giới thiệu thôi. Mà trong quá trình sản xuất hình ảnh được thiết kế rất là chỉnh chu và rất là đẹp anh em nhé. Đặc biệt một số vị tướng ví dụ như là Ezko này, Jinx này, Ahri này, Vi này, có lẽ là sẽ có Caitlyn nữa. Nhưng mà sẽ tập trung vào những kỹ năng nào mà của các tướng mà có thể sử dụng dạng rộng hơn. Ví dụ như súng ống thì nó sẽ khó đánh ha. Và chắc chắn là nó sẽ có Ezko và dạng như là Jinx ấy. Thì hai cái nhân vật mà rất là nổi tiếng ở trong cái liên minh cũng như là trong cái phim Arcane vừa rồi đó. Ngoài ra Riot cũng giới thiệu thêm một số chức năng mới về trong cái thể loại game này. Đó chính là chơi online và sẽ kết nối trực tiếp và giảm lag. Có nghĩa là họ sẽ cho kết nối giữa hai người chơi trực tiếp cho dù bất chấp những cái server nào, nó sẽ cho cái sự ổn định nhất. Và những anh em nào thuộc dạng phá game hoặc là AFK hoặc là rời khỏi game sẽ có một cái hình phạt thích đáng, đó gọi là penalty anh em, một cái hình phạt có lẽ là trừ điểm hay gì đó. Rồi những anh em nào mà đang đấu mà có anh em kia đầu hàng ấy hoặc là thoát ra thì anh em đó sẽ mặc định sự thắng. Và có những chế độ xếp hạng anh em nhé, sẽ có những giải đấu nữa. Anh em biết thì có những giải đấu về cái game đối kháng ví dụ Rekken hay là những từ game ví dụ như Mortal Kombat á. Thì game này cũng sẽ sắp tới cũng sẽ là một cái gọi là game để thi đấu esports luôn anh em ạ. Thì hy vọng là tựa game này sẽ sớm ra mắt anh em nhé. Rồi hẹn gặp lại anh em trong các video sau.